Rồi, xin chào các bạn. Thì video này mình sẽ tiếp tục nói về những cái app cần thiết để mod. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái app Apicatu. Cái này mình mới cài thì mình sẽ cho cái link để tải cái app này ở phía dưới phần mô tả video nhé. Bạn nào có rồi thì không cần. Và ở đây cái bản mình đang dùng là 7.2.2 bản ARM64. Thì các bước sử dụng cái này thì các bạn chỉ cần vào setting và tích vào cái drop này thôi. Còn cái phần APK version này thì mình để nó về cũng được, thường mình để 2.2.2. và còn cái apt này thì tùy theo các bạn mod Android bao nhiêu, ví dụ như mod 4.4 thì tiếp vào 4.4 hoặc là 5.0. đây còn của mình 6.0 mình tiếp vào đây. Kể cả Android 7 ấy, thì các bạn cũng sử dụng cái apk version 6.0 này nhé. Mình mod MIUI 9 Android 7, mình cũng sử dụng APT 6.0 này. Và sau khi các bước thiết lập xong, các bạn nhấn vào cái dòng reset này thì nó reset APK, nó reset cái app này. Đây. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào cái thư mục APK. Cái này mình đã tạo hôm trước làm video copy file nó đấy, mình đã tạo rồi. Các bước thì các bạn sẽ nhấn vào import app framework đây, nhấn vào theo thứ tư nhé, framework cái rạch được đây. Đây bạn kéo lên và nhấn import đây một cái. Đây mình để này làm thứ tư chứ, còn nếu không thì nó xuống làm cái thằng không được. Đây nó bảo như vậy là đã xong. Có một số cái máy nó không dây, chỉ cần nhấn vào để nó xuất hiện bảng không dây thì cái đó bị lỗi và các bạn cần xem lại. Đấy, tiếp theo là framework test này, mà thực tế thì cái nào kiểu cũng được hết á. Tiếp theo là MIUI, vào import nhé. Rồi MIUI system UI. Đấy, đó là xong cái phần sáp nhập. Đấy, import để nghiện tiếng Việt là người ta gọi là sáp nhập đấy. Tiếp theo mình sẽ nói phần DACOM. Đây thì mình sẽ làm với file MIUI system UI nhé. Thì mình sẽ tích vào đây và chọn phần DACOM Play A. Đây như vậy là DACOM. Khi mở thì các bạn, mình nói DACOM thì các bạn biết là DACOM ALL. Mình không lên tiếng Anh đâu, video nào cũng nói thôi. Lúc rảnh thì làm xong. Đây nó sẽ có những file này. Ôi cái ROM này thì nó đã cố đất rồi. Bây giờ cần mod thì phải đeo đất. Để chừng nào mình đeo đất mình sẽ làm video tiếp về phần đeo đất này. Đeo đất đó thì cũng dễ thôi. Đấy, xong phần DACOM nhé. Bây giờ sẽ để mình phân ra có đây, mình sẽ nhấn vào. Nếu các bạn nhấn vào bình thường thì nó sẽ hiển thị các thư mục này. Còn để đại có thì các bạn nhấn giữ ra có, các bạn nhấn giữ và chọn ra có poly.
con này thì đợi khá lâu đấy. Đây là mình chưa mod đấy, còn nếu mod thì nó còn lâu hơn nữa. Thì các bạn mà mới mod đấy thì cũng nên chỉ là những bạn thử mới tập mod đấy thì cũng nên chỉ thử decom xong decom lại chưa mod chi hết để kiểm tra xem vì có một số rom decom được nhưng recom không được. Đây nó lên cái bảng như này là đã decom à đã recom hay không. Ok đấy, xong mình đã xong cái bước recom. Còn kể cái mà chính đấy thì mình sẽ không nói về cái này nè. Đây, như cả video vừa trước mình nói về cái chính này nhưng giờ mình bữa nay mình dùng Explorer để copy thủ công cho khỏe. Vì như cái rom MIUI này mình đã thử sinh nhận sinh này khi có vào hệ thống này nó bị metastat bác nên bữa nay mình chuyển qua copy thủ công và mình cũng khuyên các bạn copy như mình ấy. Rồi video mình đây là hết cái phần giới thiệu về APK Tut Itron. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nhớ nhấn like và subscribe kênh giúp mình.